Cái gì vậy sư phụ? Mày làm tao sợ quá. Sư phụ sợ gì? Ma. Trời ơi, thầy bói mà sợ ma. Mày cứ mật cái nhạc mà nó mênh mang thế làm sao mà tao không sợ được. Trời, sư phụ biết không, con đang luyện bí kíp lấy vợ giàu. Con phải để cái nhạc Ngọc Hà vậy nó phiêu phiêu con mới mau nhập. Sao không mày không bật nhạc Bằng Kiều cho nó êm đềm? Vậy hả sư phụ? Vậy để mang để Bằng Kiều. Cái gì vậy sư phụ? Nhạc tắt rồi mà sư phụ bị tẩu quả nhập ma hả? Không phải, cái này phone. Trời đất ơi, phone giờ nó làm rung quá. Alo. Vâng, tôi Thất Cầm tiên sinh đây. Bà muốn xem bói hả? Xem bói thì bà đợi tí đi. Đợi tí nha. Gì vậy sư phụ? Sao không trả lời phone bả? Mình phải làm thế để cho người ta tưởng là mình bận. Chứ còn mà mình trả lời ngay thì nó lại bảo là mình không có việc gì. Đấy, thầy bói là toàn thế thôi. Cao siêu. Ừ, bây giờ mình cứ tâm sự và hai thầy trò mình tâm sự một lúc là mình mới trả lời. Ngày mày hôm nay mày nấu cái gì cho tao ăn? À, bún mắm nhà sư phụ. Thôi, bún mắm mày nấu toàn là mắm, không có bún gì cả. Vậy bánh canh đi. Bánh canh thì lại toàn canh không có bánh. Trời, sao hầu hạ sư phụ khó quá. Thôi mày nấu lại bún mắm đi. Trời, đâm hơi vậy hả? Sư phụ ơi, sư phụ, con thấy lâu lắm rồi mấy sư phụ bắt phone trả lời bả liền đi. Không ơi, bả cúp phone á. Lâu chưa? Lâu lắm rồi. Không tốn mớ tiền nữa nha. Alo. Vâng, tôi đây từ nãy đến giờ xem cho mấy trăm khách, làm sao mà có thời gian mà nói chuyện với bà. Bà cứ phải từ từ. Bà muốn xem bói bà phải xếp hàng trước 3 tháng. Quen biết thì cũng phải 3 tuần. Và vội lắm mà. Thế bà tới luôn đi. Hả? Tới luôn này trả thêm tiền cũng được. Ừ. Bye. Sao bộ, sao bộ? Hồi sáng giờ cái văn phòng mình nha, con ruồi nó bay ngang qua con còn không thấy nữa. Đâu mà có mấy trăm khách gì sư phụ. Mày rốt nó vừa vừa thôi, chẳng nghe tao khai với bà là mình ế thiêu ế chảy ra. Mày như thế bảo làm sao mà học mãi không tốt nghiệp được. Sư phụ nhắc con mới nhớ nha. Theo sư phụ 2 năm trời rồi mà con không thấy tiến bộ gì hết á. Nhiều khi không biết là tại con ngu mà tại sư phụ dở nữa. Tại mày ngu á. Tao học có 3 tháng là tao ra Hồ Gươm tao xem bói cho khách rồi. À, con nghĩ không phải tại con ngu đâu. Mà tại con không có xạo được như sư phụ á. Trời, sư phụ xạo thấy bà cố luôn. Xạo mà còn hơn cái chữ xạo nữa. Mới tuần rồi đó, cái bà đó tôi nói cái mặt bà á như một phù thủy vậy đó. Mà bước vô đây sư phụ nói trời ơi, chị nhìn thánh thiện hiền lành giống mụt quá. Mày dốt lắm, bà biết là bà ác. Không hề biết, chỉ có tao, mày, thiên hạ nhìn bà thì mới biết là bà ác thôi. Còn một mình bà là bà tưởng bà hiền. Mình phải oánh trúng tâm lý như thế mình mới lấy được tiền của người ta. Cao siêu. Bài thứ nhất là phải xạo. Để con viết xuống. Xem bói là phải xạo. Xạo hả sư phụ? Mà người ta ấy cứ nói là nghề bói là không mất vốn. Mở cái gì cũng phải mất vốn. Nào là quán ăn hoàng phở, rồi nhà hàng, rồi quán bún riêu, cái gì cũng phải mất vốn. Mà chỉ có thầy bói là không mất vốn. Con biết cái nghề này không có cần vốn, bởi vì con mới vô đây con học sư phụ nè. Nhầm. Mày lầm hoàn toàn. Sao vậy? Thiên hạ lầm hết. Nghề bói phải có vốn, và vốn là cái mồm của mình. Cái mồm là cái gì sư phụ? Cái nào to nhất trên mặt mày là cái mồm. Cái này người ta gọi là cái miệng mà sư phụ. Tao bắt tao gọi mồm được không? Ông bà mình nói là cái lưỡi hỏng xương nhiều đường lắc léo, cái miệng hỏng dành nói láo tứ tung. Cái miệng của sư phụ có dành quá mà sao sư phụ nói láo dữ vậy? Nói láo thì nó hơi quá, mình đây là mình bảo là nịnh. Đấy, làm sao mà xem bói là phải nịnh. Nịnh hả sư phụ? Ừ. Nịnh để con viết vô liền. Nhưng mà sao có cái trường hợp con thấy sư phụ nịnh ta? Trường hợp nào? Đó, mới 3 ngày trước có cái ông đại gia ông bước vô đây, sư phụ nhìn sư phụ phán ông liền, 3 năm nữa ông tán gia bại sản.
Cái đấy là đi trường hợp khác. Cái đấy là mình phải dọa. Đấy. Xem bói là phải biết dọa. Tao đoán được ông là 3 năm nữa ông tán ra bại sản. Đấy, cho ông sợ mình luôn. Nhưng mà đủ cái 3 năm nữa ông không tán ra bại sản, ông tới ông chửi sư phụ rồi sao? Mày rốt nó vừa vừa thôi. 3 năm nữa mà ông không tán ra bại sản, ông mừng chết mẹ rồi còn đến đây mà chửi mình làm gì. Đấy. Rồi nếu mà ông có quay lại thì mình lại có kế khác, mình lại bẻ sang kiểu khác ngay. Bẻ sao sư phụ? Mình bẻ sang là đức năng thắng số. Cao siêu, con giết xuống liền. Đức năng thắng số là mình nói là ông ấy sống có đức, ông ấy vượt qua được cái vận hạn của ông ấy. Thấy hay không? Rồi để nè, xạo, nịnh, dọa, cho mày chết luôn. Đức năng thắng số. Mày cứ ghi chép từ nấy đến giờ, mày học mà không có hành không khá được đâu con ạ. Vậy chừng nào sư phụ cho con hạnh? Tí nữa cái bà mà khách bà tao hẹn, bà tới, mày nấp ở trong kia. Mày xem, tao xem cho bà thật kỹ rồi cứ thế mà bắt chiếc y chang là được. Rồi. Ừ. Sư phụ để con hành cho. Rồi bây giờ tao đi vào đây. Ủa sao sư phụ không ở đây tiếp bà luôn, sư phụ vô làm gì? Bây giờ tao vào trong kia rồi tí nữa bà đến, mày phải mời tao ra thật là long trọng thì nó mới hoành tráng. Hiểu không? Cao siêu. Phải cầm quạt đàng hoàng. Vô đi sư phụ. Quạt này hỏng hoài hiện đấy. Giật cả mình, lúc mà nó muốn xòe thì nó không xòe. Công nhận nó tìm được ông thầy tao đó, ngưỡng mộ hết sức, ông quá cao siêu luôn. Sư phụ vô trọng đi, để ngoài này con luyện công tiếp coi. Dạ em xin lỗi, tại dĩa copy nên nó hơi bị nhảy. Cái gì vậy trời? Dạ. Thời buổi này nghe đĩa copy, tự nhiên vô coi bói mà nó á tôi dữ dội vậy trời. Phải tất cầm tiên sinh đây không? Dạ không, tôi là lục chỉ cầm ma. Chắc bà là cái bà khách nãy mới gọi hẹn thầy Thất Cầm phải không? Thầy Lục đấy hả? Dạ. Nó gặp thầy Thất đi thầy Lục. Dạ. Bà hên lắm. Hôm nay có thầy Thất Cầm ở nhà, đang cùng với là bác AK luyện cũ âm chân kinh. Trời đất ơi. Cái gì mà Lục Thất bác cũ vậy trời? Đủ nguyên cái sảnh 6, 7, 8, 9 định chặt tôi hả? Chặt không được đâu nha. Xin lỗi, bên đây ba đôi thông đó. Nhìn bả là biết bả thông rồi. Trời ơi, bảy sắc cầu vồng trên người có đầy đủ. Cây này phải thông thường nha, nguyên cây thông Noel di động á. Dạ, mời thông ngồi. Có thích khách. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Tôi có giết ai đâu mà kêu tôi thích khách trời. Xin lỗi. Có khách duyên. Ông chết hả? Bà bận bà, màu sắc quá tôi bấn loạn. Xin lỗi, dạ xin lỗi. Có khách đến, Thất Cầm tiên sinh gia làm. Chảm. Cái gì nữa vậy trời? Tự nhiên vô cái bói cái chảm tôi là sao trời? Dạ xin lỗi, để lộn nhạc. Dạ xin mời bà ngồi. Thầy xin mời thầy Thất Cầm ngồi. Xin lỗi bà với là thầy Thất Cầm dùng chi luôn mà. Đi trà đá vậy là hai cái ống hút nha. Dạ. Chị nha. Cái này nó có duyên thật đấy. Bấm lộn nhạc hoài. Bà tới coi bói bây giờ công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo, bà muốn coi cái gì ạ? Trời ơi, công danh sự nghiệp khỏi coi. Bị chồng tôi là đại gia mà, cho nên tôi đi coi bói hoài à. Tiền coi bói gió với tôi không thành vấn đề. Lấy bao nhiêu thì bi. Nhưng mà nói về gia đạo đó thầy. Nhắc đến gia đạo cái tự nhiên tôi thấy tôi khổ quá thầy à. Khổ. Cái này khổ mà có eco này là khổ lắm.
tôi nhìn thoáng cái là tôi biết bà khổ rồi. Dạ, sao vậy thầy? Bởi vì bà đẹp quá. Ôi, lâu lắm rồi mới nghe câu này đó. À, tôi đẹp hả thầy? Bà đẹp quá. Sách có câu là hồng nhan đa chuân. Trời ơi. Bà biết ông Nguyễn Du không? Nguyễn Du là thằng nào thầy? Nguyễn Du á, mà cái ông mà viết chuyện Kiều đó. Ông viết cái gì vậy thầy? Ông viết là trời xanh quen thôi má hồng đành ghen. Trời. Trời mà còn phải đánh ghen với bà cơ mà. Vậy hả thầy? Bởi vì má bà hồng quá đấy. Dạ, là đẹp đó phải không thầy? Bà đẹp, bà ngước mặt lên tôi xem nào. Úi dồi ôi. Này, chồng bà có ý kiến gì mỗi lần bà làm cái này không? Trời ơi, mỗi lần là tôi làm vậy, ông ngắm tôi 30 giây, ông nói có một câu à. Nói làm sao? Dở hơi. Chồng bà người Bắc phải không? Dạ đúng rồi thầy. Người Bắc người ta thâm thúy lắm. Dạ. Bà biết người Bắc người ta gọi dở hơi là gì không? Dở hơi là gì thầy? Dở hơi là tiên ở trên trời á. Trời đất ơi, bà nói đi coi bói cả trăm ông thầy mà không có ông thầy nào biết em là cốt tiên hết trơn trời. Bây giờ em mới biết em là tiên á chứ. Bà mà tiên là không phải là tiên thường á. Vậy á thầy? Bà kiếp trước á, bà đánh rơi chén ngọc ở trên thiên đình. Trời đất ơi, bà mới bị đầy xuống, bà là tiên mắc đọa. Trời đất ơi, chắc em không phải bể ăn chén đâu, em bể cả chục ông mới đài em xuống đó. Bị gì em đẹp quá mà tao đâu có nỡ đài em xuống đây làm gì. Tôi biết mà, tôi biết có tư cấp tiên à. Bởi vậy ở nhà em mơ mơ màng màng, lâu lâu chồng em nó lôi ra đánh cho em tỉnh. Mẹ em có tỉnh, trời em biết anh cốt tiên mà sao em tỉnh được, nhất định em không tỉnh. Chồng bà là người trần mắt thịt mà không, dạ. Nó quánh là đúng. Bởi vậy tôi nói trời ơi, em biết em là tiên rồi nha. Mà ngộ ghê đó, vợ mình đẹp như tiên vậy á, mà chồng em không bao giờ khen em. Ngày xưa còn là bồ bịch á, còn là tình nhân của nhau, còn là người tình, nó khen em hoài à. Nó em tiên, vớt được em về lấy nhau rồi ra, không bao giờ khen em đẹp hết trơn á trời. Bà cũng đừng có buồn về chuyện đấy. Đàn ông trên đời này chả có ai là khen vợ mình đẹp cả. Chỉ có khen vợ hàng xóm thôi. Mà khen vợ hàng xóm đẹp á, nó về nó im đi. Trời ơi, về nó gặp em nó còn nhìn nó còn nói nữa chứ. Nói sao? Nói trời, vợ mình nhan sắc tàn phai, trong khi vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm tươi. Buồn không thầy? Tôi thấy tôi buồn lắm. Vậy mà em không có buồn. À thế em chặt tổng liền em nói nè. Nói ra mà không thấy mắc cười hả? Vợ mình xấu nết xấu người là do ta. Làm chồng mà hiểu biết sâu xa thì vợ mình còn đẹp gấp ba vợ người. Gấp 10 lần đấy chứ. Thì bởi vậy em nói xong chồng em nín im re. Em giật tờ giấy đi đăng ký thi hoa hậu luôn. Thi hoa hậu luôn? Trời ơi, thi hoa hậu luôn à? Bà kể thi hoa hậu làm sao như nào? Trời ơi mà, thầy biết sao không thầy? Làm như là người ta sợ em đậu hoa hậu, người ta ganh ghét. Nó đâm chọt sao mà em rớt ngoài vòng sơ tuyển luôn đó thầy. Tiên mà rớt được thì không như thế là không được. Danh tị em đó. Cái này là người phàm người ta danh tị với tiên. Sợ em đậu hoa hậu đó thầy. Bà này chắc là tiên chừng ngắn. Cậu ra biểu cậu. Ủa cậu nói vậy là sao? Chân ngắn chân dài là sao cậu? Cậu không nghe dân gian ta có câu hay quá mà. Câu gì? Cao sang lùng quý phái. Xin lỗi cậu nha, lùng lùng mà phụ tùng đầy đủ. Tôi nghĩ sao trời? Thằng này là thằng nào vậy thầy? Nãy giờ không có giới thiệu với bà. Ông là Lục Chỉ Cầm Ma. Là đồng nghiệp với tôi. Mỗi ngày cứ 2-3 ngàn người đến coi, đâm ra phải chia nhau ra. Nói vậy đây là thầy ma đấy ha thầy ma. Lục Chỉ Cầm Ma. Dạ trời ơi, nhìn cái mặt thầy ma quyền bí quá, thích thầy ở nhà. Tôi thích cái bói lắm. Vài bữa tôi ghé tôi coi thăm thầy nha. Thôi khỏi vài bữa, để thầy coi cho bà luôn hôm nay. Dạ. Bà đi thi hoa hậu vài lần nữa đi. Dạ. Thế nào bà cũng giật được giải à. Giải gì thầy? Hoa hậu can đảm. Ủa vậy là nó khen hay chê trời? Thôi mà kệ đó, miễn sao tôi đi thi hoa hậu tôi phải giật giải thôi. Chồng tôi tài trợ mà nó phải cho tôi giải chứ. Đúng rồi, chồng bà tài trợ là bà kiểu gì bà chẳng có giải. Dạ thưa bà cho biết quý danh. Dạ Nguyễn Thị Út.
Ôi, sao lại tên là Út nhỉ? Trời, ai biết đâu trời. Ngày xưa ba má dưới quê đặt sao để vậy à? Bị cày ruộng đâu biết đặt tên gì cho đẹp, tôi thầy. Không được, tên là Út. Bà là Tiên Giáng Trần. Cái tên đúng nhất của bà phải là Giáng Tiên mới đúng. Ôi, trời ơi, tôi thích cái tên Giáng Tiên quá đi à. Tôi nghĩ bà này phải đổi là Tóc Tiên mới phải. Trời ơi, tôi thích cô ca sĩ đó lắm nha. Cô ca sĩ cao mà đẹp lắm á. Đúng rồi, bà Tiên, Tóc Tiên, bà biết làm sao? Dạ sao thầy? Bởi vì cái chân bà dài như là tay Tóc Tiên. Kệ nó. Miễn sao giống Tóc Tiên là tôi vui rồi. Tôi thích rồi nha. Thích chưa? Thích lắm. Thích hẳn chưa? Thích thì đặt tiền quẻ đi. Nhiêu thầy? Bình thường thì là 600. À, nhưng mà hôm nay bà bởi vì bà vội á, đâm ra là lấy 100. Cái gì vậy trời? Đại gia mà lấy xúc phạm tôi vậy trời. Lấy người ta 600 phải lấy tôi 1 triệu, chứ lấy có 100 tôi giận á. 600 là 600 nghìn, còn 100 là 100 đô là 2,2 triệu đấy bà. Ủa vậy là 2,2 triệu á hả? Tiền đô hả thầy? Tôi lên đồng á, các thánh về có nói là mày phải lấy tiền đô chứ lấy tiền Việt nó xuống giá hết. Tôi là cứ phải nghe theo lời thánh chứ biết làm sao. Vậy hả thầy? Đô la Mỹ hả thầy? Chả đô la Mỹ thì đô la Singapore hả má? Trời đất ơi. Nói từ nãy giờ cứ hỏi đi hỏi lại bực hết cả mình. Tôi thích thầy thì dễ sợ. Tôi thích thầy nào mà chửi tôi là tôi thích à. Làm thầy cho giữ dễ sợ luôn nha. Làm người ta không giữ được mình. Nè, 100 tiền coi nè. Bo bà thêm 10 đồng nữa đó. Vậy dễ sợ luôn vậy đó nha. Khỏi soi. Trời, tôi ghét ai soi tiền. Tôi thử tiền thiệt tiền giả ghê nha. Cái nào tôi không dám bao, chứ tiền tôi bao. Trên người tôi gì cũng giả, nhưng riêng tiền là thiệt. Thôi tôi đi nha. Ok. Hả? Chưa xem cơ mà. Xem gì trời ơi. Đi coi bói coi ai nói tôi tiền đâu. Tự nhiên giờ có người nói tôi tiền, tôi thích gần chết. Tôi coi chi nữa cho nó mệt. Giờ em tới em biết em là cốt tiền là em vui rồi. Trời ơi, tôi là tiền đó nha. Thôi, tôi thăng đây. Bà Tiên, bà Tiên. Hả? Bà thăng lộn bên rồi. Bên này bên gì vậy? Dạ, hướng đó đi toilet. Đấy vậy. Trời quỷ sứ, tiền mà không chịu báo tiền sớm, vô toilet mất phong thủy của tiền sao? Mặt giống quỷ ghê vậy, chịu báo mà chứ. Trời đất ơi, để tiền thăng nha. Trời, thích quá. Cút tiền rồi. Trời ơi, em thích. Bà nói ai quỷ ma hả? Trời, bà nghĩ bà là ai? Rau răm mà tưởng vàng lá. Cục đá mà bà tưởng bà là kim cương. Cốc nhái ở nương mà bà tưởng bà là mị nương chân dài chứ. Trời ơi, tôi nói thiệt á, sâu mà bà tự tin phát ớn á sư phụ ha. Mày không nghe người ta nói à? Nói gì sư phụ? Không có người phụ nữ nào biết là mình xấu hết. Đúng rồi, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ rất xấu, đó là con mẹ. Trời ơi, mà con phải để phục sư phụ nha. Bả như vậy mà sư phụ dám nói bả là tiên mới ghê chứ. Mày biết không, từ nãy đến giờ tao xem cho bả mà tao cứ ói mấy lần đấy. Con có thấy đống nào đâu. Tao phải nuốt ngược lại. Trời ơi, sư phụ quá cao siêu, cao siêu. Nhưng mà sư phụ, cái tài ăn nói của sư phụ đó thì số 1. Thấy thì thầy bói mà là phải có tài ăn nói thôi. Ô, nhưng mà con nghĩ tưởng đâu là MC mới cái cần cái tài ăn nói chứ. MC thì nói cái gì? Mày không thấy từ nãy đến hai người MC cứ phải xuống cho tiền khán giả kia à? Mình làm sao mà nói qua nói lại tiền đang trong túi người ta mà lại bay vào trong túi mình. Đấy, khán giả phải xếp hàng cho mình tiền đấy mới gọi là ăn nói. Hiểu không? Sư phụ cao siêu, cao siêu. Ủa, tao mệt quá rồi từ nãy đến giờ. Tao phải uống vào uống sâm thôi. Tiếp bà này mệt quá. Sư phụ hả? Vậy vậy mệt vô nằm xuôi tay nhắm mắt đi sư phụ. Mày bị điên à? Ý con nói là sư phụ vô nằm nghỉ ngơi đi. Vô nghỉ ngơi đi sư phụ. Để mà này con lo cho. Giờ con cũng nghỉ giải lao. Chứ con cũng bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cho chút xíu nhạc để nghỉ ngơi coi. À. Thank you.
sang luôn. Mướn người mẫu về trình diễn thời trang. Không phải mẫu mà là má của mẫu. Má má, đứng lên chứ không cho má gục ngã đó luôn á nha. Trời ơi, bà ơi là bà. Cái chỗ linh thiêng của anh ta vậy mà bà lạng qua lạng lại, bà tưởng đây là vũ trường hả? Bà vô đây làm gì? Đi coi boy. Sao giọng bà tuốt trên đỉnh núi còn giọng bà lòn xuống thung lũng vậy trời? Bà coi bói, tìm đúng chỗ rồi. Thầy, thầy, cho con gặp Thất Cầm tiên sinh đi thầy. À, mời bà ngồi. Dạ, mời bà ngồi. Dạ. Thất Cầm tiên sinh phải không? Dạ. Bà chờ một chút đi, kêu ông ra liền. Thầy ơi thầy, Thất Cầm tiên sinh đâu thầy? Thất Cầm tiên sinh chính là tại hạ đi đó hả? Hả? Khoác thêm cái áo mà thành Thất Cầm tiên sinh hả? Chính thầy là... ơi, thầy sao thầy giống người hai mặt quá à? Mới đó cũng là thằng đó, rồi giờ mặc cái áo vô thành Thất Cầm rồi. Nghe danh tiếng thầy lâu lắm rồi, hôm nay thầy coi cho con đi thầy. Bà may mắn lắm ạ. Hên lắm hôm nay bà mới có duyên gặp thầy đó nha. Dạ. Cả năm nay ông Tổng thống Mỹ Obama ông bao thầy nguyên năm bế quan luyện công, chủ yếu là coi coi ông có tái đắc cử nhiệm kỳ tới không. Vừa xuất quan tối hôm qua là hôm nay bà gặp được thầy rồi, bà thấy không? Dạ. Bà phước đức lắm. Bây giờ tình duyên gia đạo, công danh sự nghiệp lên xuống ngang dọc, bà muốn thầy coi chỗ nào? Con khổ quá thầy ơi. Có cái chữ khổ nghe quen quen. Bà cho chút xíu echo nữa coi. Khổ 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 khổ. Trúng tủ. Bà khổ là đúng rồi. Sách có câu hồng nhan đa trung, bà xuất thân con nhà trăm anh thế phiệt, lá ngọc canh vàng là bà phải khổ thôi. Bà biết Nguyễn Du không? Làm sao mà bà biết được. Nguyễn Du là cái ông mà có cái câu trời xanh quen thối má hồng đánh ghen. Bà thấy không? Trời mà còn phải ghen với bà, tại bà đẹp quá. Tôi nói đúng quá, bà cười phải không? Con khóc đó thầy. Trầm anh thế vì cái con mẹ con á. Ba đời của con là đi bán cá đó thầy. Bán cá sao bà bận đồ lộng lẫy vậy? Bán cá thì ăn mặc bình thường, mà khi ra đường thì phải mặc đồ minh tuyết. Giống không thầy? Giống 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 giống. Dạ. Dạ. Bà bán thầy, cá. Không tin thầy ngửi đi, mặc đồ đẹp gì với tanh rình là ngửi tanh lắm. Thầy biết, thầy biết, thầy biết, thầy biết. Dạ. Thầy biết, nhìn là thầy biết rồi. Bà bán cá. Nhưng mà bà có phước đức, gia đình tu dưỡng, làm việc thiện dữ lắm, cho nên bà không phải bán cá thường. Bà bán cá mập phải không? Cá lòng tông. Sao tôi hố dữ vậy ta? Bà bán cá lòng tông. Bà tuổi gì? Tuổi Thìn. Chồng bà tuổi gì? Khỉ hả? Tuổi Rắn. Rắn mà sao bà khè như khỉ vậy? Rắn nó cũng có nọc độc, nó cũng phun. Rắn là tỵ. Thìn, tỵ, kỵ Long Dương. Nước ngập đầy đường, chết ráo chàng hiu. Bà đó, phước đức dữ lắm mới được bán cá lòng tông nha. Bà mà bán chàng hiu là hai vợ chồng bà chết rồi đó. Bà biết sao không? Trong tự duy nó nói nè, cái này gọi là đức năng thắng số. Là nhờ bà có cái quý tướng đó. Con đâu có quý tướng đâu thầy. Tại nhờ trong chồng con ngày nào nó cũng đánh con hoài mà riết lòi cái quý ra đó thầy. Sao nó đánh bà? Con kể thầy nghe, con đâu có làm gì đâu. Mỗi ngày con đi bán cá đúng không? À. Bán cá dư chút tiền lời. À. Con lấy tiền lời đó con chơi số đề với cờ bạc. Vậy mà nó quánh con đó thầy, thằng mắt dài. Có vậy thôi mà đánh bà hả? Dạ. Đánh bà là đúng rồi. Sao thầy? Trời ơi, chồng bà là người trần mắt thịt, làm sao mà có cái huệ nhãn như thầy. Nhìn mà biết được cái giá trị của bà. Bà biết không? Đó, bà thử đi vòng cho thầy coi coi. Được rồi, đủ rồi, đừng lạng nữa. Thầy chóng mặt lắm. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Dạ. Nhiêu đó là thầy đủ coi rồi. Dạ. Cho bà biết,
cái cốt của bà đó nha, tiền kiếp phải là tiên ở trên trời đó. Bà đó, bà biết tiên không? Tiên là quy tụ tất cả những cái gì đẹp nhất trên con người của bà. Bà thấy không? Cái dáng của bà là cái dáng như Loan. Cái mặt của bà là mặt như Quỳnh. Toàn thân của bà như quỷ phải không thầy? Không, như tiên. Bà là tiên mà. Tôi nói cho bà nghe, bà bị làm rơi cái chiếc ngọc, ngọc hoàng mới phạt bà xuống dưới đây. Người như bà người ta gọi là tiên mắt đọa đó. Cái gì vậy trời? Trời, ai cũng là tiên hết trơn vậy trời. Có tưởng thôi mình tôi tiên ta chứ. Ồ, sao bà chưa về, bà vô đây làm gì? Tôi quay lại tôi lấy điện thoại tôi quên. Ủa bà, bà la gì bà? Là tiên chứ lại. Ủa bà là tiên đó hả? Ừ. Bà lại đây. Cái gì? Trời ơi, bà là tiên, tôi cũng là tiên nè. Vậy mà nhìn kỹ hai tụi mình như hai con mẹ điên vậy đó. Có mình bà điên thôi chứ sao mà tôi điên được. Trời, bà nghĩ sao đi trời? Tôi trên trời á, tôi bị đập bể cái chén ngọc, còn cho tôi bị đài xuống đây nè. Trời, trời làm gì sẵn chén ngọc cho bà đập vậy? Trên trời giờ ta xài chén ni lông không à. Tụi mình mà bị đài xuống đây là vì sao biết không? Sao? Chân ngắn quá, ngọc hoàng thấy không đủ tiêu chuẩn đài xuống. Trời, cái gì vậy trời? Trời, cái bà đây là bà nào vậy trời? Tôi mà đập bể một chén, bà này chắc bà đập nguyên tủ chén quá trời. Thầy, thầy coi cái bà là cốt gì vậy thầy? Chứ tôi không có chịu bà là cốt tiên đâu nha. Để thầy coi. Thầy coi đi thầy. Bà xích lại đây, thầy nói nhỏ cho bà nghe. Cái gì vậy trời? Có ba đứa, hai đứa nói nhỏ rồi, đứa làm cái gì đây? Bà ngước mặt lên cho thầy coi coi. Trời ơi, ta nói trên khuôn mặt của bà nha, cái miệng là cung con, cái lỗ tai là cung phu, cái mũi nhọn quắc là cung tên. Thầy có tin là tôi lấy nguyên cái cung tên rồi tôi bắn thầy lòi con mắt thầy ra không thầy? Bà nói con mắt thầy để ý thầy mới biết. Trời ơi, con mắt bà hơi nhỏ. Cắt 4 lần còn nhỏ nữa hả? Không cắt nữa đâu à nha. Sao vậy? Bữa hôm đi cắt mắt lần cuối cùng đó, vô dặn ông bác sĩ cắt mắt cho con đi bác sĩ. Rồi tôi nhắm mắt tôi ngủ quên. Ngủ dậy, ông cắt lộn cái dây thanh quản, tắt tiếng luôn tới giờ nè bà. Nói ra hơi luôn đó. Nổi điên không? Bà không có cần cắt gì nữa hết. Cái con mắt của bà nhỏ đó là cái cung mệnh của bà. Nhỏ là tại bà khóc chồng nhiều quá phải không? Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Thầy nói đúng tâm lý là bà khóc liền. Con cười đó thầy. Sao bà khóc cười vậy, có một giọng vậy? Khóc cười như nhau á thầy. Khóc là thằng chồng con khóc á. Sao vậy? Con là con mắc cười, con đâu có khóc bao giờ đâu. Hôm nay con vô đây con coi á, là thầy coi cho con có đổi nghề được không? Cái nào giờ cứ đi bán cá hoài, không có đủ tiền chơi cờ bạc. Vậy thôi. Nói vậy là bà muốn coi đường công sự nghiệp đó phải không? Đúng rồi. Bà muốn đổi nghề gì? Đánh ghen mướn. Cái gì vậy trời? Tự nhiên bà muốn làm chị hai giang hồ, đâm thuê chém mướn. Tôi nói cho anh nghe, tôi làm coi nghề đó đó, nhìn con dao tôi sợ lắm. Dạ. Chắc làm cái chuyện gì nhỏ nhỏ hơn thôi. Nhỏ nhỏ là chuyện gì chị? Tạt axit. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Tôi chưa tạt mà sao mọi người tàn hình hết trơn vậy trời? Đâu rồi? Dạ. Lại đây coi. Dạ em đây nè sư tỷ. Ừ. Trời ơi, hồi nãy vừa bước vô em nhìn cái tướng sư tỷ là em biết tướng chị hai giang hồ rồi. Bà biết không, cái tướng này trong tự nhiên nó nói nha, là trước sau gì cũng làm trùm thiên hạ. Chị hai ơi, chị hai chọn đúng nghề rồi đó chị hai. Bây giờ mấy chị hai đặt tiền quẻ đi em coi coi chừng nào chị hai ở tù. Em bị liệu. Em muốn nói là coi coi chừng nào chị hai lên làm thống lãnh võ lâm. Trời ơi chị hai ơi, cái kẹt đỡ nè nè, bà thấy không, tôi nói cái bàn tay này mà cầm ca ác xích tạt một cái nha, cái bàn tay nó đẹp làm sao, thơm phức người ác xích à. Tạt vào cái gãy răng vợ, vô coi bói gì mà coi dở như quỷ á. Nãy giờ coi em thấy coi toàn lo nịnh không à, vậy mà nghe danh tiếng là cái tên Thất Cầm Tiên Sinh,
Gì vậy trời? Bà vô bà coi mà bà không biết ai thất cầm ai là lục kỹ hết trơn á hả? Ông này là phải thất cầm tiên sinh, này là lục kỹ cầm ma. Trời ơi, lục kỹ cầm ma hả? Nghe cái tiếng xong là giọng thanh luôn nè. À, tôi là đồng nghiệp của ông thất cầm tiên sinh đó. Bởi vậy đồng nghiệp cho nên coi giống nhau dễ sợ luôn vậy à. Tốt nghiệp cùng trường mà. Nghĩ sao mà ông ai vô đây mấy ông cũng nói là tiên hết trơn á. Tôi mượn có mình tôi tiên thôi chứ. Giận dễ sợ vậy. Kêu ông thất cầm tiên sinh ra trả tiền cho tôi đi. Ông mà ông trả tôi mướn cái chị nó đánh ông à. Ủa chị, lúc nãy chị coi chị trả cho ông nhiêu tiền vậy? 101 đô la Mỹ. 101 đô la Mỹ hả? Trời sao nhiều dữ vậy chị. Chị mướn em đi, em đánh trả em lấy chị 50 ngàn thôi. Mà trả mà không trả tiền cho chị nha, em tạt nguyên một thao axit đảm bảo má chả nhìn ông ra luôn. Sư phụ ơi, lẹ ra cứu con sư phụ ơi. Sư phụ bể ta lè rồi sư phụ ơi, rẻ lá đấy. Trời ơi, mày làm gì mà mày cuống cà ghê lên thế? Trời sư phụ ơi, cái chiêu sư phụ dạy con trời con làm y chang giống vậy đó. Cái bà áo xanh thì bà bước ra con phán bà liền là cốt tiên. Không ngờ mẹ điên áo vàng hoành trở lại. Bà nghe hết câu chuyện, bà biết là thầy cho mình nịnh để lấy tiền bà. Giờ bà đòi tiền lại đó sư phụ, trả bà đi sư phụ. Không làm được cái gì cả. Làm tùm lum tùm la, để ta giải quyết. Giải quyết sư phụ. Chị Tiên sao chị không bay đi mà chị cứ là dưới đất làm gì? Là gì là? Nghĩ sao vậy trời? Nói người ta là tiên và ai cũng là tiên hết trơn. Trời tôi giận quá, trả tiền lại cho tôi đi. No refund chị ạ. No refund là gì? Là miễn trả lại. Ông tin không? Tôi mướn chị này đánh ông cái ông rì thai tại chỗ khỏi lãnh lương già luôn không? Sư phụ ơi, trả tiền bả đi sư phụ. Cái bà kia là chị Hai giang hồ đó, bà lét xích bà tạc là hai thầy trò mình nhan sắc tàn phai luôn đó sư phụ. Nè, tạc axit của tôi không phải tạc tầm thường nữa nha, tạc phải có từng bước một. Đưa cái mặt ra coi. Bước đầu tiên nghe hàm răng ra. Giả cái mặt ông 4 chiều cho gãy hết cái hàm răng ra. Sau đó tôi nhặt từng cái răng, tôi xỏ dây chuyền, tôi tặng cho thân chủ đeo chơi. Sau đó tôi mới tạc axit, hiểu chưa? À tôi không đeo đâu. Sư phụ ơi, sư phụ xấu sẵn rồi, có bị tạc axit nữa cũng không sao. Còn con đẹp trai quá mà. Con bị tạc axit sao con lấy vợ sư phụ? Hy sinh đi, trả tiền lại đi sư phụ, trả đi sư phụ. Tao lại ói ra tao nuốt vào bây giờ đấy. Trả đi sư phụ. Bà. Gì? Bà nói tôi là tôi nịnh bà để tôi lấy tiền bà hả? Cũng bà không à. Bà mà không ưa nịnh làm sao mà tôi nịnh được bà. Nhà bà có gương không? Sao bà không soi kỹ cái mặt bà đi? Hỏi. Bà phải soi từ trên xuống dưới trông kìa, ui dồi ôi. Mặt mũi trông chả giống ai cả, đầu tóc cũng ui dồi. Quần áo thì bảy màu khiếp không kìa. Mà người ta vừa mới hô mình là tiên một cái sướng rú lên nhảy tanh tách xong rồi thăng lên thăng xuống. Bà mất cho tôi có hơn 100 đô mà tôi làm cho bà hạnh phúc, bà vui vẻ. Bà còn muốn gì nữa? Bà còn muốn gì nữa? Nãy sư phụ tôi nói ổng là ổng khen bà, ổng cũng ngượng miệng lắm chứ bộ. Ổng ói ra ổng nuốt vô, Đúng không sư phụ? Trưa nay ta không ăn cơm được đây nè. Đó, bà hại sư phụ tôi, bà thấy chưa? Cũng tại bà không. Chị, cứu em chị. Cứu em. Cũng bà không à. Đi vô coi bói người ta mới khen mình là tiên xuống răng người lên à. Bà học tôi nè. Vừa vô phán tôi là tiên, tôi nói không, tôi là con mẹ điên. Rồi hết nịnh luôn. Sao coi được nữa. Ai cũng giống như chị Hai giang hồ này, chắc em không bao giờ tốt nghiệp. Mà chắc cái tiệm tao cũng đóng cửa luôn quá. Gì vậy trời? Có tiền đi coi bói mà 3-4 người xối xả chửi tôi là sao trời. Tôi giận dễ sợ. Nghĩ làm tiên 5 phút coi. Giận dễ sợ luôn, bởi ông bà ta nói đúng lắm. Có tiền thì đem mà cho, chớ có xem bói mà rước lo vào người. Giận thằng trời. Vẫn chưa tỉnh.
Ủa gì kỳ vậy trời? Sao đến tôi nhảy tự nhiên ban giám khảo trốn đâu mất tiêu hết trơn rồi? Trời ơi, nghĩ làm sao? Ông với Tài hơi là ông bự con, dằn cái số 15 chứ thôi có là tôi giật cái số 15 nó ra là giải nhất thuộc về của tôi rồi. Thôi dưới quê nha, em vừa đi vừa nhảy vậy đó. Trời, con nít nó bu lại nó coi quá trời. Lên đây cũng vừa đi vừa nhảy, con nít nó cũng bu lại nó coi. Con họ lấy đá nó chọi em, nó nói em khùng. Không dám khùng như mày. Khùng mà tao biết giả đi khiêng đồ Mỹ mà mày. Dạ tâm sự quý vị bà con cô bác nghe. Ở dưới quê mấy năm trước đó, em làm lễ đính hôn với cô bạn gái. Mới đính hôn thôi em tự coi em là chồng của cổ luôn. Dạ đính hôn xong cái cổ nói cho cổ lên thành phố đi du học. Em hỏi học cái gì, cô nói học may đồ. Không biết học 4 năm tốt nghiệp chưa mà giờ không thấy từ từ liên lạc gì hết. Em nhớ vợ quá, em bò lên đây em tìm vợ em. Quý vị bà con cô bác đây thương em, thấy vợ em đâu không chỉ giúp cho mẹ em được không? Trời ơi, bậy bạ hoài, chỉ bậy bạ ăn mỏ máu không giờ. Ai chứng giò tét gai ôn à. Ủa, cái tiếng quen quen. Chân giò tét gai ôn à. Bánh chân bánh giò. Dạ. Bán cho tôi một cái đi. Bao dạ. Nhiêu? Dạ bán nè anh, nói chị với đây 2 đồng, bán anh đồng 2. Trời sao cô tốt bụng quá vậy? Dạ bán vốn anh ơi, bán hết về đi coi ca nhạc luôn. Dạ. Trời ơi, vợ của tôi trời. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, đồ quỷ sứ, biến thái, đồ nham nhở, đồ bỉ ổi. Mày định hãm hiếp người phụ nữ đẹp nhất Cali nè hoài. Tới nó hốt, cái hết hồn chí luôn à. Gì vậy trời? Em muốn nhận ra anh hả? Chồng của em nè. Trời ơi, anh lộn người anh ơi, tôi chưa có chồng. Mắc cỡ, không dám nhận. Qua đây cho anh đựng cái coi. Trời ơi, nó nựng gì mà vừa tầm tay dữ vậy trời ơi. Thấy gốm quá sao nào. Anh ơi, anh lộn mà anh ơi. Uống thuốc chưa vậy ba? Uống rồi, hồi nãy đi nắng nhức đầu uống thuốc rồi. Trời ơi trời, còn uống thuốc ở bệnh viện nào xả ra sớm dữ rồi trời. Trời ơi, ông nội này chắc trốn bệnh viện ra đây quá. Cha nội này chắc chui lỗ chó bệnh viện nè. Anh ơi, tôi với quê này tôi buôn bán á, tôi không có quen biết gì anh đâu, anh lộn người rồi, tôi chưa có chồng. Em thiệt không nhận ra anh hả? Chồng em úp lúa nè. Nhìn ông có thấy lòi hột gạo đâu mà ông lúa. Em thiệt không có nhớ anh hả? Úp lép. Cái gì? Úp lép. Ai lép? Thầy em chứ ai. Dạ, cho nó vội vô duyên dễ sợ. Vĩ sứ. Sao biết lép? Thấy vậy chứ phải vậy nghe cha lội. Tự nhiên nhào cho hốt lả ra đó tôi lép à. Tôi tên Hương, tôi với quê lên đây tôi buôn bán. Tôi không có quen biết gì anh hết, tôi chưa có chồng. Mà đặc biệt khẳng định với anh rằng tôi không có lép. Nóng máu này đó. Bị nhỏ con chứ lớn con là đè quất nó rồi. Nghĩ sao nói tôi vậy trời. Quê chứ. Không. Cái gì vậy ba? Anh khẳng định luôn. Cái gì vậy? Em là Úc Lép, anh là Úc Lúa, em là vợ của anh. Trời ơi trời, mấy con điên này gặp ngoài đường mà cãi nó ngồi đó là nó cắn chạy nọc. Ông nội này mà nó cắn cái chích 21 mũi liền nè trời. Kệ nó nương theo chiều gió lấy vỏ bánh đi bán. Trời thấy gớm không? Cười hoài quá. Chị ra chị mướn xe đưa em về nha. Ê, sao tự nhiên em xưng chị với anh? Bình tĩnh đừng có nóng, mấy cái bệnh này nóng nó dồn lên não. Má ra má kêu xe đưa con về nha. Trời ơi, tự nhiên cái em đòi làm má anh là sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ muốn cái gì nói bà nội nghe. Trời ơi, em ơi em. Gì? Em là vợ, anh là chồng. Thì em phải gọi anh là mình ơi. Trời ơi, nó hốt đâu không được, giờ nó hốt tôi luôn trời. Quất mày banh bọng mày luôn mày. Mình ơi, em ra anh kêu xe đưa đi bệnh viện tâm thần chợ quán nha. Gì vậy? Nhà mình đâu phải ở dưới chợ quán. Chứ nhà mình đâu? Ở trên Biên Hòa. Trời ơi trời. Trời ơi ông nội, cả cái Việt Nam ở Biên Hòa có bệnh viện điên lớn nhất mà đòi về thẳng trung tâm luôn trời. Sao nãy giờ ông chịu nói sớm? Ở Biên Hòa phải không? Cho nội này mua thuốc mà mua sỉ nè trời. Ông thèm ghé đại lý nữa.
Biên Hòa phải không? À. Nãy giờ anh không nói, tôi ra tôi kêu xe cho anh về. Đứng đợi tôi xíu nghe. Làm Phước ra kêu xe giùm cho. Đứng yên đó đi, ra kêu xe coi tôi cho bánh. Ê em. Gì nữa? Anh bình tĩnh anh, gì từ từ tôi kêu xe cho mà. Bình tĩnh anh. Bình tĩnh. Anh nên bình tĩnh anh ơi, cái gì từ từ nói anh ơi. Cái gì vậy ba? Rảnh ghê không? Về đứng đây nhảy đầm như nó là trời. Phải chị nó nhảy đẹp, tao nhảy 4 hàng chứ phải 2 hàng. Quỷ này lấn chiếm lòng lề đường quá trời. Sáng giờ đi bán mệt thấy bà nội giờ ra đây nhảy chơi với nó vậy trời. À nội cha nó lát xe nó hốt vậy nó chích tôi chứ không chích thằng này mới lạ nè. Rồi nó nhảy nó còn đổi kiểu nữa cho giờ đổi cho nó vui luôn. Trời ơi giống mắt bố không? Giờ buôn bán ra đứng nhảy chơi với thằng quỷ này trời ơi. Ăn ở sao giờ đứng nhảy hoài vậy trời. Ban giám khảo mai chấm rồi chết 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 bà luôn đó trời ơi. Ây da, sức người có hạn nha. Cái bán từ sáng giờ tôi đuối sức lắm này nha. Có rảnh đứng đây nhảy hoài vậy đâu nha. Ây da, nó tỉnh quá. Dụ dỗ nữa. Anh không ấy giờ mình giải lao vài phút mình tâm sự cuộc đời mà không chứ em đuối sức lắm rồi. Ừ, cũng được, cũng được. Gì vậy? Anh nhớ em quá à. Trời ơi, nhìn cái mỏ nó tôi cạp tôi chết. Mấy này phải quất cho nó đụng nóc mới được. Em cũng nhớ anh ba. Trời, trời, anh ơi, hôn cái đi. Hôn gì, hôn gì. Qua đây, qua đây. Quất liền vậy trời. Không mấy giờ anh hôn gió được không? Hôn gió hả? Trời luôn. Dạ. Trời mai Phước ghê, tôi biết đội đầu văng xuống nội kia chứ mai banh cái mặt tôi rồi. Nám mặt ông anh tôi luôn rồi trời. Anh ơi anh, tội nghiệp tôi anh ơi. Tôi với quê đây tôi buôn bán từ sáng giờ tôi chưa bán được cái nào hết. Bây giờ anh đứng đây anh hung hoài không có buôn bán gì được. Anh đứng y chang vậy. Tôi chạy ra tôi kêu xe tôi đưa anh về giùm nghe. Đứng đó nha. Đừng kêu tôi lại nữa. Đứng đó coi giùm tôi vỏ bánh đó, tôi ra kêu xe về giùm cho. Nhưng mà em Út lép, Út lép. Út. Tội nghiệp vợ em. Ở dưới quê lên đây buôn bán cực khổ, bị xì xét quá cho nên quên tên mình luôn. Không nhận ra mặt thằng chồng này nữa chứ. Bởi vậy chuyến này em lên đây đó, em quyết định là em rước cổ về dưới quê cho cổ hưởng phước. Đó, đám cưới của em nha, em mời hết bà con cô bác ở dưới đây đến nè nha. Dự đám cưới em phát người con lớp tơ. Đứng cạp như cạp bắp gì hết. Dạ, chưa hết nha, phần giúp vui văn nghệ em mời toàn thể các ca nghệ sĩ Thúy Nga về trình diễn. Ca hát, múa lửa, vũ sexy có lương. Dạ, làm đủ mọi thứ hết đó, mời. Trời ơi, tao đi làm đêm về mà im lặng cho chị ngủ chút xíu coi. Tao làm quán bar mà nó mệt quá mà. Woo! Yeah! Cái gì vậy? Sao cô biết tên tôi? Trời ơi, nhìn ra tôi trời, tôi Út Lép nè trời. Vợ anh nè. Bà gì mà bà nói bà Lép? Bà nội này mà đi vượt biên khỏi cần đem phao. Ai gần chìm thôi, vịn một tay thôi cũng nổi. Quỷ sứ, không nhìn ra tôi thiệt á trời. Tôi vợ của anh đây nè trời. Thôi nha. Cái gì vậy? Không có cửa với mình đâu nha cưng. Trời ơi trời. Trời, con vợ con gái thành phố sao gan quá à. Thấy trai đẹp cái tướp như ăn cướp vậy hả? Trời ơi trời, không nhìn cho tôi thiệt á trời. Hả? Vợ của anh đính hôn với anh cách đây 3 năm nè, dưới quê nhớ không? Trời đi cái tướng dắt sảnh này nó mỏi hết sức vậy trời. Không nhìn cho tôi thiệt lòng, tôi giận anh đó nghe. Tôi với anh đính hôn dưới quê cách đây 3 năm. Cái tôi đòi lên thành phố tôi đeo nhẫn đính hôn của anh, không nhìn ra tôi sao? Ấy. Gì vậy? Ủa nói vậy không lẽ cô là Út Lép vợ tôi hả? Út Lép chứ còn gì nữa, bà giờ hết lép rồi giờ nó lòi à. Ôi vậy còn cái cô bán bánh chưng bánh giò hồi nãy á. Trời, nó nghĩ sao ai cũng nói tôi giống cái con bánh chưng bánh giò đó trời. Giống. Nghĩ sao mà giống được. Tôi với nó một trời một vực nè. Còn chưa nữa nghe,
Nghĩ sao nói tôi cái giọng tôi với giọng nhỏ đó giống nhau. Trời, giọng tôi mở miệng ra cái là đại gia, còn giọng nó mở miệng ra là đại hạ giá. Nghĩ sao mà ta Gucci, bận đồ Gucci, còn nó bận đồ Gucci. Mà nói giống tôi. Ô, nhưng mà sao em nói em lên thành phố học may đồ? Học may đồ sao bận đồ thấy ghê vậy? Có mình nó nói thấy ghê à. Anh nhìn xuống đây có ông nào chớp mắt không? Thấy không? Anh á, cổ hủ quá à. Mà tôi nói anh rồi, bây giờ tôi lên thành phố tôi thay đổi rồi. Tôi lên đây tôi làm super cool girl. Tôi giàu có, tôi sang trọng. Mà tôi biểu anh khi nào mà anh muốn lấy tôi á, anh bán hết đất dưới quê đi, anh đem tiền ở đây cho tôi làm tỷ phú rồi tôi mới lấy anh. Nhìn cái tướng anh biết chưa, bán đất được phải không? Anh nghèo quá sao tôi lấy anh được? Nhưng mà anh đừng buồn nghe, đừng mơ mộng, đừng giới với tôi nữa nghe. Giờ tôi thay đổi rồi. Bye bye. Tạm biệt anh. Đừng hòng mơ mộng với tôi nữa nghe chưa. Trời ơi trời, làm gì nhờ tôi đắm đuối vậy? Chưa bao giờ thấy bạch tuộc lên bờ hết hả trời. Bye bye. Có lẽ tôi nghèo nên người ta đã phụ tình mà. Có lẽ tôi nghèo sao trở theo hơi trời xanh. Con đường tình mong manh đã dặn sẵn cho mình, nên yêu đương không thành thì thôi đành sống kiếp cô đơn. Ông với bà nội đó y chang như nhau. Thấy tôi ăn bận vậy, khi dễ tôi, tưởng tôi nghèo hả? Để nguyên bản nhạc nghèo làm tôi lip sync mỗi miệng thấy bà. Trời, không dám nghèo đâu. Báo cho ông với là con bạch tuộc nó biết. Tôi triệu phú, vừa bán mấy trăm mảnh đất ở dưới quê, định lên đây rước cổ về cho cổ hưởng hạnh phúc. Nào ngờ đâu, lên đây mới biết cổ thay đổi dữ vậy á. Người ta cũng dưới quê, người ta lên đây người ta buôn bán, mà người ta thật thà chất phác mộc mạc. Còn con vợ tôi, trời ơi, điệu này chắc nuốt con bạch tuộc không trôi quá. Kiếm bánh chưng bánh giò ăn vậy mà nó ấm bụng. Biết chờ đâu rồi nữa. Bánh giò. Trời ơi trời, mới xuất hiện cái ông kêu liền. Anh ơi, nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi ngoắc được chiếc xe cho anh rồi. Anh cho tôi lấy vỏ bánh đi bán nha. Sớm mơ giờ tôi chưa bán được cái nào nha anh. Cái xe kêu á. Bánh giò. Gì nữa? Tôi khẳng định với cô. Gì anh? Cô không phải là vợ của tôi. Trời ơi, uống thuốc từ sáng giờ nhờ nó nhảy mà lọt xuống thấm thuốc rồi nè trời. Giờ anh thấm thuốc rồi đó, anh nhìn ra tôi đâu phải vợ anh phải không? Tôi xin lỗi cô. Từ hồi sáng tới giờ đó, tôi lộn cô với con vợ ốc lép của tôi. Ai vậy? Nhưng mà giờ nó hết lép rồi. Gì hả? Trời ơi, tôi biết, cô biết không? Gặp nó hồi sáng đây nè. Giờ nó ăn bận gì kỳ quá cô ơi. Người nó cũng không muốn làm, nó làm con bạch tuộc. Rồi gặp vợ anh rồi, vợ anh đâu rồi? Vợ tôi hả? Dạ. Nó bỏ tôi rồi. Vợ bỏ mà cười là hiểu rồi ha, thuốc chưa thấm. Em lại anh. Em ra em kêu xe cho anh, nãy giờ tôi ngoắc được chiếc xe rồi. Anh đi xe này đã lắm à? Không thằng nào dám nhầm đường với anh hết trơn á. Dạ, vừa mới leo lên nó mở nhạc cho nghe đó. Vừa mới leo lên nó mở đã lắm. Mà được cái leo lên chển không thằng nào dám ngồi, có mình anh nằm thôi mới ngon chứ. Nằm thẳng dò vậy nè anh, ở trên nó có treo bịch nước nó nhỏ tân 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 hết nước cái tới nhơi liền à. Anh ơi đứng đợi nha, tôi đi nha. Bánh giò. Trời ơi cái gì kêu hoài, tội nghiệp tôi chưa bán được cái nào anh ơi. Tôi khẳng định với cô. Gì nữa? Tôi là triệu phú. Bên đó mà triệu phú giá bên đây đi bán hột sòn lắm. Kể từ giờ phút này. Cái gì nữa? Là tôi nói cho cô biết. Cắn tôi hả? Tôi khẳng định với cô. Cái gì? Là tôi muốn đeo đuổi em. Hả? Cho mình cơ hội như bé.
đi năm ông nội. Năm ông nữa không, ta đã giới thiệu tân thần điêu đại hiệp cái ông Quốc Bến Thượng Hải. Mà em có mau khùng nữa hả, có nhạc là em đi xém tôi qua tới Thượng Hải luôn. Ra tâm sự quý vị, đừng thấy bận bộ đồ đang tắm vậy hú hồn nha. Tao nói mê phim công. Cái để lên trên mạng mình cái nickname Tiểu Long Nữ. Tao nói vừa mới để Tiểu Long Nữ gần 100 anh nào cũng phóng vô nói mình dương quá trơn hết trời. Tại hồi đầu để tên thường không có chàng nào vô hết trơn á. Tao nói để 100 anh em lựa cuối cùng em lựa được anh. Bị anh có cái tên ngoài đời nghe đã lắm, dương hết cỡ. Nghe cái tên là thấy nóng máu rồi. Hốt về làm chồng 5 năm. Tao nói trời ơi, cung phụng ảnh đang sung sướng vậy, tự nhiên ngủ đêm tới sáng vậy em khóc quá trời. Hỏi làm gì khóc dữ vậy? Ông nói tại anh nhớ má anh ở Việt Nam quá. Nghe đứt ruột quá. Chẳng lẽ giờ không cho về? Nói giờ anh muốn gì? Nói anh về anh thăm má anh một tuần được không? Cho ông đi thăm một tuần mà ông quất đến 6 tuần luôn trời. Bộ Việt Nam giờ có gì đã lắm hả mấy ông? Ông đi mất xác không thấy bóng ông luôn. Nãy giờ có ai thấy chồng em dưới làm ơn chỉ em hốt ổng về giùm. Cô Long, 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 Long. Cái hơi này yeah. Là chồng em nè. Yeah. Tao. Yeah, đây. Anh về rồi, Long. Long, Long, Long. Vô. Long, Long. Ngừng đi mấy bà. Băng nhạc này nó ngộ ghê vậy á. Người ta rõ ràng là người ta nói là tân thần điêu đại hiệp mà Tiểu Long Nữ xuất hiện mấy chả cũng quýnh bến Thượng Hải. Dương quá xuất hiện mấy chả cũng chơi bến Thượng Hải. Mấy chả có tin tôi chửi một phát mấy chả văng về Thượng Hải thiệt không? Đi vô nghỉ đi năm cô nội. Kìa, Long, Long, Long. Tiểu Long Nữ là Tiểu Long Nữ, tự nhiên nhào vô kêu Long, 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 không tưởng tôi khỉ nữa. Anh về rồi nè Long Nữ. Trời đất ơi. Bởi người ta nói đúng, Việt Nam đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bụng beo. Chồng em khi đi nó vác nguyên cái đồ lông đao mà bây giờ về vác cái tiểu lý phi đao. Lúc đi oai hùng lắm mà sao lúc về lết lết thì ghê. Trời ơi, lúc đi cầm cái kiếm dài vô kiếm, kiếm nhật vậy là. Sao giờ kiếm còn vậy? À. Kiếm mà nó chơi tà đâu luôn à. Kiếm mà còn có cái cùi thôi làm ăn làm uống gì. Cái này để ngoái lỗ tai tôi nghe lại gì không có nội. Còn có cái cùi là mừng đi em. Còn cùi không vậy? Mang bạn đi chung với anh là gãy luôn cái cùi rồi. Bây giờ thấy bia mà mấy ông chỉ đứng ngắm thôi chứ không còn sức để phóng. Làm như bệnh chung chung vậy đó em. Bệnh gì? Ai đi Việt Nam về cũng hát có mỗi một bài. Bài gì á? I who have nothing. Trời ơi, trời ơi. Thôi anh là lẹ tai lắm, nãy trên máy bay mới chụp được hai cái mền quấn lên trên người. Chứ không lọ lò bước vô đây cả ngàn khán giả người ta ói hết. Em ơi. Vậy? Anh mệt quá. Cho anh vô trong nằm nghỉ ngơi, em coi gà tìm thuốc bắc cho anh ăn dưỡng đau. Trời 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 trời. Quý vị có nghe được không? Rồi có ai mà chồng đi Việt Nam đứng im đó đi. Hả? Ông quất cho 6 tuần, bây giờ đi về còn phải hầm thuốc bắc cho uống nữa. Rồi có chuyện đó không? Dẹp đi ông. Hả? Hỏi coi có bà vợ nào mà chịu chuyện đó không? Hả? Ông đi về thăm má ông mà má ông gọi điện qua tới đây hỏi tại sao không thấy cái bóng của ông đâu hết trơn. Anh có về Việt Nam à. Mà tao nói xuống phi trường Việt Nam nó nóng quá. Ừ. Mấy thằng bạn nó mới rủ anh ra biển Vũng Tàu tắm cho nó mát. Ừ. Mà anh nói chứ đâu có được. Tao phải về để tao thăm má tao. Tao đúng phải rồi. Về tao thăm má tao trước chứ. Đúng rồi. Cái nó nói má mày cũng còn ở đó. Có chết chóc gì đâu mày hấp tấp làm gì. Trời ơi trời. Anh thấy nó nói có lý quá chứ em. Chết á. Anh mới dọt ra biển Vũng Tàu liền. Gặp mấy đứa tụi nó. Rồi có tắm không? Anh nhớ em. Anh nằm phơi nắng thôi à. Em biết sao không? Nằm phơi nắng một hồi để ý mới biết thấy. Không biết Việt Nam con gái bây giờ nó ăn cái giống gì mà tao nói em nằm lấy cái giò dài thòn lòn qua trên cầu Sài Gòn. Trời ơi. Tất cả bãi biển trẻ măng. Ừ. Trắng tươi. Ừ. Đẹp như tiên vậy đó. Ừ. Làm như già già xấu xấu bị tống ra cung đảo ở hết rồi sao. Trời ơi. Xúc phạm tôi không? Xúc phạm gì? Em biết không, đang nằm vậy đó tự nhiên nha, tao có một em giò dài tới nách vậy đó. Hả? Em bận bikini hai mảnh. Em chéo giò lạng 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 đứng trước mặt anh. Anh nói gì vậy? Em mới nói với anh chứ. Anh ơi. Tắm biển với em thôi. Rồi anh có tắm không? Anh nhớ em. Anh nhìn thẳng vô mặt cổ nói không. Đúng rồi, nó quê bỏ đi liền. Không có. Giật phăng một cái. Cái gì vậy? Còn có một mảnh nữa. Hai mảnh mà giật còn có một mảnh. Rồi anh có nhắm mắt lại không? Chịu không có nổi, anh bế cổ đi tắm liền luôn á. Banh xác rồi.
Banh sát rồi. Không có gì. Trời ơi, nó bưng cái tắm biển 6 tuần rồi còn cái chồng tôi nó chặt. Chưa có tắm. Ủa chưa tắm rồi. Chưa. Làm gì? Cổ muốn cho anh cái phao. Cổ mới kia anh leo lên đó nằm. Cái cổ mới đẩy anh đi lên trên sóng nước vậy đó. Vậy? Cái cổ mới thì thào vô lỗ tai của anh. Nói gì vậy? Anh ơi, anh hãy làm vua làm chúa đi. Để em làm cung nữ cho. Rồi anh có làm không? Em nghĩ sao? Ở bên đây tôi nói cài cực như con trâu. Tối về còn giặt đồ rửa chén nữa. Tự nhiên giờ người ta cho mày làm vua làm chúa. Ai không thích làm? Chú thích làm không? Chú gật đầu lia lẹ. Chú làm cho chú đi chung với chồng con. Ôi em thấy ôm anh có nỗi khổ. Anh vừa say yes một cái nhắm mắt xuống là cổ nắng bóp sờ sẫm rờ rẫm mò mẫm anh liền. Trời rờ cái gì vậy? Cô rờ đầu anh, cô tìm tóc bạc, cô nhổ cho anh đây. Trời đất ơi, trước khi đi tôi đè tôi nhổ sạch tóc rồi. Mà mấy con mà đó nó hay quá, đâu mà nó đè ra nó nhổ nó trời ơi. Trời nó mò vậy mà hình giật ra châm châm. Nhổ cả chùm là xong đời rồi. Bởi vậy chồng em trước khi đi là như sắt như đồng, như đinh đóng cột mà như rồng phun mưa. Còn giờ nhìn tướng sao dạ, em như cải muối dừa. Bây giờ có uống 10 thang minh mạng cũng chưa có ngẩng đầu. Trời. Bước về thấy mỹ nữ trắng phao mà nở lòng nào cúi đầu bỏ đi luôn là sao? Em nói em là gì? Mỹ nữ. Trời ơi, nhìn mỹ nữ đi. Sao? Mỹ nữ bên Việt Nam người ta dò dài tới nắp, người ta bận bikini hai mảnh. Con nhìn bà mỹ nữ đi, bà chùm kính mít nhìn bà thấy nóng nực không? Trời ơi, anh trời cười ơi, em quá. Ơi em nói vậy mà em nghe được. Vợ là vợ của mình đúng không? Che là che lại cho mấy anh thôi, còn mấy anh có yêu cầu là chơi tới luôn à. Chơi tới giờ mắt cỡ này được chưa? Vậy đấy. Được chưa? Cái gì vậy? Thì đó, anh mới nói nhìn nóng nực giờ tươi xanh luôn rồi đó. Làm gì vậy? Chơi luôn cho tới bến. Trời ơi bà ơi, bà ơi, tháng này nó lạnh lắm mà bà chùm lên bà bận như kiểu này. Tôi nói gió nó thổi qua các bà trúng độc liền bây giờ. Kệ. Chùm lên. Trúng gió có mấy anh dưới đây cạo, có ai cạo gió em không? Hả? Cái gì mà nguyên rạp vậy mấy bà? Có chú kia lớn tuổi cầm sẵn chai dầu luôn rồi kìa. Bây giờ gật cái là chú lên chú cạo liền. Chú làm vậy là con thấy không được rồi. Tự nhiên chú thấy đồ free cái chú tùm tướp nhân cướp vậy à? Chú nghĩ sao vậy? Chú đi chung với con mà sao giờ chú cũng yeah nữa là sao? Em sao? Ơi, anh nói em nghe nè. Sao? Đàn ông là vậy đó em. Phải không? Bây giờ thấy em như là cái trứng còn nguyên dạng phải không? Mấy ảnh nhao nhao lên yeah. Chứ thử đi, cho mấy ảnh khiêng cái trứng về nhà, đập bẹp, chiên ốp la ăn xong là còn cái vỏ là mấy ảnh bóp nát, dốc thùng rác liền. Phải không? Chứ không có giống như anh đâu em. Anh sao? Lúc nào anh cũng tôn thờ em, anh cũng yêu quý em. Là vì sao? Vì sao? Vì em là mỹ nữ giò ngắn của lòng anh. Ây da! Xúc phạm quá. Có ai mà đang đi năn nỉ vợ, có ông nào năn nỉ vợ mà còn so sánh con giò ngắn với con giò dài? Mình phải so sánh chứ. Giò ngắn với giò dài nó khác biệt nhau quá mà. Khác nhau gì? Khác nhau gì? Mấy anh bạn anh nói rồi. Nói gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Mấy bạn nhậu anh nó lo nhậu mà không tiểu độc cho hết. Cái câu người ta dài lắm. Dạ gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Gái chân dài nó chỉ có biết xài, tới khi hết tài là nó bye bye. Không không không, kệ nó. Hết tài nhưng mà được có cái sướng. Làm gì sướng. Mấy bạn nó nói nè, sang là nhờ bộ tướng, sướng là nhờ bộ chân dài. Trời ơi, chân dài có gì đâu sướng không? Chân dài lâu tới mục đích, chân ngắn mau tới mục đích dễ hưởng thụ. Nhưng mà chân dài nó có cái hay lắm em ơi. Chân dài hay? Nó hay lắm. Có gì hay? Nó hay nè. Ví dụ như cái chân của em đó, em bận cái áo đầm này nó tới đầu gối. Chứ thử bây giờ em đưa em nào dò dài bận đi, vút cả lên tới đây nè. Trời ơi, ngắn dữ à. Trời ơi, tôi nói ngồi hàng đầu gió thổi qua cái là mấy anh chết ngất trên cành quất hết. Trời ơi, tôi nói thiệt với mấy anh, mấy anh ham hố chi ba đó, phải không? Vợ là vợ của mấy anh phải có yêu cầu. Yêu cầu không? Gì? Mấy câu trời, bây giờ mấy anh muốn ngắn cỡ nào? Ngắn cỡ này được chưa? Trời. Mỗi lần là đứng im, hôm nay party, tôi lắc luôn đó. Cái gì vậy? Mỗi lần đứng im hôm nay đi, đó dắt dắt sẵn luôn, có nhiều lắc nhiều hả? Hú hồn chưa? Cái gì vậy? Hiện giờ anh chê với vợ nhà mà. Ngộ lắm nha. Vợ nhà bắt đóng kính mít rồi gài cổ cao đây à.
đó, mà không bao giờ dở ra coi hết trơn á trời á. 3 tháng mới dở ra một lần, mỗi lần dở ra như cơi cướp à. Dở ra cái nào ông la à, yeah. Cái nào ông đóng lại luôn à. Trong khi vợ ông bạn á, hở cái là đĩa hoài à. Đĩa thôi đi, đĩa còn về nói với vợ, với mình nữa chứ. Nói em công nhận vợ ông bạn nó có mâm trái cây lộng lẫy quá. Buồn chứ. Anh biết em buồn. Đúng thôi không? Thôi thôi. Tôi xin lỗi mấy anh, mấy anh suy nghĩ đi. Mấy anh lúc nào mấy anh cũng đem so sánh đó. Cái gì mà nó phô ở ngoài trời, nó đưa nó trưng ra ngoài là ba cái đồ quỷ không à. Anh thấy không? Cái hộp có chút ép nè, hộp sòn nó bỏ cho chủ kiến, một chủ kiến chống đạn nó có security đứng bảo vệ cái cục đó nữa, anh thấy chưa? Còn ba cái hộp me, hộp mít, hộp xoài nó dục một đống ở ngoài đường, có ông cô nội rồi đem về luộc ăn không? Tôi nói cho anh biết cái gì, ba cái đồ chân nó là quỷ đông á. Mà mấy anh có bao giờ mấy anh chịu ngồi yên đó ha? Ha, uống rượu xong vắt tay lên trán suy nghĩ thử đi. Kì, có ai em? Có ai mà trồng được một cây dừa ốm nhắt dài sọc mà nó có sức mọc lên hai cái dừa không? Không có đâu. Dừa giả nó lắc lên thôi ba. Mặt mặt như chị em tụi em mà dừa thiệt. Em ơi anh biết em vừa thiệt, em không cần quảng cáo. Ông trời ông sanh ra công bằng lắm. Ông không bao giờ ông lấy của ai hết mà không bao giờ ông cho ai hết. Hở ông cho đẻ cái đứa nào mà ốm nhách dài sọc thì điện nước cúp sạch. Giải tỏa đâu có đền bù. Còn ông đẻ chị em của em ra lùng lùng thun lại thì nó loài cái khác mà. Điện nước 220. Muốn điện là có điện mà muốn nước là có nước. Làm như ở dưới cùng sai với em hay không mà lạ dữ vậy, ủng hộ em quá. Cùng sai không á, chị em bạn gì tôi dưới đây không rồi. Anh xin lỗi chùm lên em ơi, mấy tôi giận dưới địa quá. Mấy anh cũng ngộ lắm nha, ở nhà đó đồ ngon quá không bao giờ ăn, lúc nào ra đường cũng có động từ ăn ở trong miệng hết trơn. Ô, ý là em làm sao? Chứ còn gì nữa, phải không? Nghĩ lại đi, nhỏ xíu học ăn học nói, lớn lên chút xíu học ăn nói bậy bạ, lâu lâu bị ăn bột tai. 18, 19 tuổi học ăn diện. Ăn diện làm gì? Cô gái về ăn thịt. Ăn thịt mấy con kia được, ăn thịt tôi, ba đình tôi bắt nắm đậu về ăn cưới ăn hỏi, về ăn nằm đẻ ra một bầy con. Bởi vậy giờ mới ăn năn hối hận. Làm gì ăn năn hối hận? Thì đó, ăn không ngồi rồi cưới vợ sanh con rồi nuôi đâu có nổi đâu. Mà cũng may cho mấy anh lấy nhầm con vợ giỏi cho nên về gia đình mới ăn nên làm ra. Mà một khi ăn nên làm ra là đàn ông ăn gian nói dối. Đó, ông kêu ông giục đồ luôn hay chưa? Nói đúng quá mà. Em ơi, cái gì? Ai ăn gian nói dối chứ anh thề với em, anh chưa bao giờ nói dối với em hết à. Đúng rồi, anh không nói dối tôi mà anh nói đi Việt Nam thăm má một tuần mà quất 6 tuần không tới cái bóng nữa. Em ơi, cái vụ 6 tuần đó là có nỗi khổ, em phải cho anh từ từ giải thích chứ. Nói sao? Em biết sao không, cái con nhỏ mà chân dài nó có cặp dừa giả đó em. Nó lợi dụng anh lúc ngủ sai trên sóng nước. Nó lột sạch anh vậy đó em. Trời đất ơi, cái nào em không dám bao. Chứ chồng em mà lột sạch ngoài biển là cá mập nó còn chết, chứ đừng nói cá lòng tông. Em kỳ quá, anh nói lột sạch đây là nó lột hết dây chuyền đồng hồ em mua tặng cho anh đó. Hả? Rồi nó để lại một bức thư dằn lên bụng anh. Ủa nó dằn lá thơ hả? À? Tôi tưởng nó dằn nã chú xanh với ba cây nhang luôn chứ. Đâm hoài à. Em biết sao mở bức thơ lên đọc. Trời ơi. Gì vậy? Anh ơi, mình đã trôi xa quá bờ, em phải bơi về để kịp giờ đi vũ trường. Thôi, chúc anh good night. Hả? Tái bút. Hiện vật của anh em hứa sẽ bảo đảm cẩn thận. Trời. Vừa lắm. Em biết sao không? Tức. Tức. Dùng hết sức bình sanh bơi trong bờ. Bơi vô bông bờ. Hận nó bao nhiêu. Thì anh nghĩ lại. Anh mới biết là anh yêu em bấy nhiêu. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Ý ông nói em thú hoang dã. Không. Baby. Gì? Ý anh nói là anh yêu em như trời xanh yêu mây, như cây yêu đất, như tất yêu dài, như chài yêu cối, như gối yêu chăn, như khăn yêu cổ, như thuốc bổ cho đàn ông, như cô long yêu dương quá, như một ná hai chim, như lời trái tim anh muốn nói. Nói gì? Honey. Gì? I am sorry. Tha thứ. Tha không hả chị? Tha không? Tha không? Ăn ở sao mà nguyên rạp nói không vậy ba? Mấy bà là chị em tôi, giờ mấy bà nói không làm sao em dám nói có? Xin lỗi anh, tim em đã chết. Như thịt ớt xào lăn. Như trăng đã khuyết. Lòng em đã quyết. Never see you again. Bỏ này lấy cái khác luôn. Trời, mấy bà vỗ thôi, anh vỗ theo làm cái gì? Mấy chị hại chết em rồi đó. Cái gì? Baby,
There's the only you in my heart. Nothing gonna change now. There's the only you. Đừng, đừng hát, đừng hát. Mỗi lần gây lộn ông này ông hát lên là nấu canh cà chua ăn một tháng không hết. Ủa sao vậy? Hàng xóm ta chọi qua đâu bà. Hát dở mà ham hát dễ sợ. Hát dở mà em ơi. Không có, mỗi lần gây lộn anh hát lên em phải quề liền. Ăn mệt lắm anh biết không? Quề thôi được rồi. Nhưng mà em nói anh nghe, vợ chồng sống với nhau đâu phải hở cái anh cứ đem ra so sánh nhỏ dò già dò ngắn. Anh cứ so sánh em trẻ em già. Ngày xưa anh lấy em trẻ quá mà anh. Hồi đó lấy em mới 18 tuổi mà trời quý vị biết lúc đó em trẻ măng như trăng mới lú vậy đó. Anh nói về với anh đi, anh sẽ khám phá cuộc đời em. Về em phá không đâu có khám. Em mới banh xác vậy chứ đó em đẹp lắm mà quý vị. Ngày xưa em cao 6 feet đó quý vị. Hả? Em về em quỳ gói em hầu hạ ông riết mà giờ em còn có 1.6 à. Ôi em ơi em lố quá à. Thôi chứ còn gì nữa. Anh xin lỗi. Em giận chứ. Thấy không, ngày xưa lấy tôi cũng trẻ cũng đẹp vậy. Ai lấy về ở thời gian ông già. Còn lấy hoa hậu về coi 60 năm sau con nó già không. Bộ quỷ sao ông già. Tôi nói cho ba anh biết cúp điện nhà ngói cũng như nhà tranh. Con nào thì cũng hai con mắt một lỗ mũi thôi. Chứ bộ hậu cúp điện đi nó loài là cái khác sao mấy ông mê. Đâu không là da thịt đúng không? Vợ chồng sống với nhau vì cái tình cái nghĩa nữa. Về già anh trúng gió đè xuống còn có người cạo cho anh hiểu. Đúng không? Đúng không? Vợ chồng sống nhau là vì cái tình cái nghĩa. Ông bà ta có câu hay quá mà chồng em không bao giờ nhớ chứ. Ê câu gì em? Vợ chồng là tình nghĩa dài lâu. Lẽ nào cứ cấu véo nhau cả đời. Kẻ bớt tiếng, người bớt lời. Cơm sôi mà bớt lửa thì có đời nào khê. Bởi vậy đó, má nói anh cưới được em, cuộc đời này anh là quá may mắn. Hạnh phúc nhất là có em. Phải không? Má anh về đây nè, má anh dạy anh một câu. Má nói về đây phải đọc liền cho vợ con nghe nha. Má nói kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt u sầu mà bỏ vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Cái ghê quá. Nhưng mà em khoái. Khoái không? Khoái không? Khoái. Vô liền. Bây giờ hai chồng mình vui vẻ hạnh phúc rồi. Chào cái cho bà con vui vẻ hạnh phúc nha. Hai đứa mình luôn được không? Quá được. Diệp Hương, Hoài Tâm, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thank you.